Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tính từ hôm qua ngày 10 tháng 7 đến hôm nay, Đà Nẵng có 6 ca mắc mới. Sau khi có ca mắc mới COVID-19 là ông VHP, bệnh nhân số 29187, thì lực lượng chức năng đã thần tốc truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm cho hơn 1.300 người. Trong đó có 907 trường hợp là các F liên quan, hơn 400 mẫu liên quan đến 2 ca mắc là cặp vợ chồng làm việc tại khu công nghiệp Đà Nẵng. Thì đa số các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, còn một số mẫu thì tối nay sẽ có kết quả. Đánh giá chung, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định dự kiến thời gian tới sẽ phát sinh các ca F0 đối với các ca F1. Vì vậy, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh nhân số 29187 là nguồn dịch rất nguy hiểm, đề nghị người dân cảnh giác tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch với các hoạt động nới lỏng, địa phương tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận biểu dương lực lượng các địa phương đã triển khai ngay công tác phòng chống dịch sau khi phát hiện các ca mắc mới trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị lực lượng chức năng khẩn trương điều tra F1, F2, các F liên quan để truy vết. Các địa phương khẩn trương xét nghiệm ngay các trường hợp liên quan, phong tỏa ngay khu vực, phong tỏa cứng hay mềm thì do lãnh đạo địa phương quyết định và xét nghiệm liên tục các đối tượng có nguy cơ cao này. Đối với các chốt kiểm dịch, đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, đề nghị tổ COVID cộng đồng tại các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp người về từ vùng dịch, thống nhất giao Sở Y tế nghiên cứu các cách để test nhanh, khẩn trương xét nghiệm cho cán bộ tại các chốt kiểm soát dịch.